Chào mọi người nha. Hôm nay là mình có đặt mua cái lồng bẫy sóc mọi người này. Giờ họ đã gửi tới rồi, đặt trên Shopee mọi người. Mình mua là 20 cái lồng nha. Không biết là như nó như thế nào. Đây. Giờ là mình sẽ khui ra để mà xem nó như thế nào nha. Xong rồi tí nữa là anh em mình sẽ đi đặt luôn. Đi bẫy thử sóc như thế nào. Đây. Giờ thấy mấy anh em ở trên mạng hay đặt mọi người dính nhiều, mình cũng muốn đặt mà kiếm sóc để mà nuôi. Cái lò xo là mình của sao nó dư lò xo nhiều vậy? Nó cho thêm. À để lắp vào hai để mình phải tự lắp. Nước này kia thì lắp thêm rồi. Nó lắp sẵn rồi. Mỗi cái là nó lò xo cho thêm. Rạch đúng đi. Đằng nào mình đâu có dùng. Này sóc bụng đỏ là ok luôn này, nó cột lại mà. Đấy. À, cái lò xo kia là mình thêm cho nó chắc chắn. Ui, nó cột lại kỹ ghê luôn này. Lấy ra một cái đặt bày thử. Đây nè mọi người, nói chung cái bẫy cũng rất là đơn giản thôi. Giờ chỉ cần để mồi chuối ở đây hoặc là mít nữa. Con sóc nó chui vào nó đụng vào cái cây này là nó dính. Đấy. Đây có cái khuyên nữa này, nó giữ lại luôn này. Này, y bài đấy. Đấy. Không ra được luôn. Rồi, giờ anh em mình sẽ đi bẫy nha mọi người. Đây nè mọi người, mình vừa mới chạy đi mua dây rút này để mà cố định cái bẫy lên cái thân cây cho nó dễ mọi người. Và một nảy chuối này. Mình sẽ đi bẫy bằng mồi chuối nha mọi người. Bây giờ mình bắt đầu đi nha mọi người. Vãi cả thằng bạn, đi bẫy sóc mà đi luôn cả ô tô luôn. Đi bẫy sóc mà đi ô tô nó mới ghê chứ. Đây. Bắt đầu khui ra hàng lồng bẫy đây. Không biết làm ăn có được gì không nữa đây. Nghe nói đi với thằng này xui lắm. Để tìm bấm cho nó nhanh hả? Ok. Cái lò xo nó bữa mày cất chưa? Cái này đó. Lấy tầm 5 cái đặt. Đặt chỗ này 5 cái. Ở đây nha mọi người, mình sẽ đặt ở mấy cái nhà hoang đây nha mọi người. Chỗ này mình phát hiện ra cũng nhiều sóc lắm mọi người. Ở đây mình cái bụi tre này là nó hay có sóc này. Đấy. Giờ mình sẽ đặt chỗ cái tre này
mà mới mấy cái nha mọi người. Bấm nhầm vào cái nút tăng âm lượng cái nó dừng video luôn đây. Sắt này là chắc nó cũng leo được chứ hả? Bù tư. Cây nó leo ba cái sắt này. Nhưng mà mình đặt cái như đó. Được cái mà. Bây giờ hai anh em mình tiếp tục vào trong kia đặt nha mọi người. Nó cũng hay leo mấy cái bờ tường mọi người. Nó đi bờ tường á. Ủa thanh niên này đi đặt bẫy đi ô tô rồi mang dép, không mang mũ. Vậy trưởng thanh niên. Coi chừng rớt xuống cái hố đây là thôi luôn rồi. Đây bỏ mồi đây, vừa mới mua trên Lazada đặt thử. Ui đâu tay kiệt tay đấy, mấy cái này cũng được nè. Đây này, đây mấy cái đường đi này đặt luôn này, đặt đi có chứ, sốc nhiều lắm, yên tâm đi. Ủa đây đủ không? Virus này mình sợ này nhỏ quá. Rồi chắc ngược lên đi. Ồ chỗ đó virus không đủ rồi hả? Không đủ đâu. Rồi không đủ. Không đủ là chắc luôn. Thiếu đúng không? Rồi ra kia kiếm cái cây này nhỏ đặt đi. Chứ bên này không đủ mà. Này mang dưới kẽm cột xuống hơn nữa. À, mình có đặt chỗ cái tường này một cái nha mọi người. Giờ nó hay đi qua đi lại chỗ cái bờ tường nữa. Chỗ cái này mình cũng đặt hai cái nữa mọi người. Đây cái đầu ngón tay mình chỉ nha một cái nha, với lại cốc kia một cái nữa kìa, là hai cái nha mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục đi đặt nốt mấy số 7 còn lại nha. Đây có chỗ cây trứng cá này ngon y bè luôn đấy. Coi chừng cái này nha, tuột từ đó không phát. Đây anh em mình còn 7 con đống này, chỗ cây trứng cá này mọi người này, mình có đặt hai cái hồi nãy. Trứng cá này thì ngon, chỗ nó tới ăn luôn mọi người. Đây này có cây trứng cá luôn này. Đây một cái này. Với lại kia nữa. Đấy, trắng trắng đấy, ngay chỗ cái thân cây đi lên đấy. Rồi, giờ tiếp tục đi kiếm chỗ đặt nữa. Rồi mình tiếp tục đặt chỗ này nữa. Chỗ này là có bụi tre này, mấy sóc nó hay ở bụi tre lắm. Đây này,
sau đó sẽ đi lên đây là ăn chuối là sẽ dính nha. Rồi nha mọi người, đã chín rồi này. Nãy vừa đặt buổi trưa mà buổi chiều đi kế lại để chín rồi mọi người. Nãy mới đặt trên này nè mọi người đây, sau đó dính nó bị rơi xuống dưới này này. À được, vậy là có hiệu quả rồi đấy. Được một con sóc rồi nha. Đây. Quá đẻ luôn. Vậy là được một con rồi nha mọi người. Rồi thì mình cứ để yên chỗ này nha. Tí nữa mình vòng lại mình lấy, mình đi thăm nốt kìa. À giờ mình bắt đầu vào trong mấy cái bụi tre để thăm rồi nha mọi người. Hồi nãy ở ngoài đường thì dính được một con rồi. Ồ mấy cái này thì vẫn còn nguyên mọi người. Đây này. Đây vẫn còn nguyên. Đấy, chỗ mình đặt chỗ cái cây sắt kia vẫn còn nguyên. Ở trong này cũng có này. Nhìn đây nếu mà thấy thì khỏi vào. À rồi, cây kia thì cũng không dính đâu mọi người ơi. Giờ ra chỗ cây trứng cá nha. Cây trứng cá là mình có đặt hai cái mọi người. Hai cái trứng cá này là hết khu bên này nha mọi người. Còn khu bên kia chắc mình chiều rồi, chắc mình không đi thăm, để ngày mai thôi. Hôm nay chủ yếu là đi test thử cái bẫy không à. Nhưng mà để dính rồi thì thấy ngon rồi. Ồ. Cái đây thì nói chung là vẫn chưa dính nha mọi người. Rồi, vậy là mình đã biết là cái bẫy này cũng hiệu quả nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào tập sau thì mình sẽ đi thăm thăm bẫy sóc này nha mọi người. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.